Hello YouTube, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cái món đồ chơi này gửi đến các bạn cho nó vui. Các bạn xem coi nó là cái gì nha. Đây là mua ở Amazon. Đây, nó chỉ có bao nhiêu thôi. Cái tên nó là Olay. Này, mình sẽ review cho các bạn xem. Đây, nó như thế này đây. Nó đi theo gồm có một cái dây chạc. Cái dây chạc này một đầu USB, còn một đầu mình chỉ cần để vào đây là nó hít các bạn. Là nó sẽ hít. Cái này là cái Olay. Nó có 600 lumen là cái độ sáng của nó rất là sáng. Cái này là cũng một cái sản phẩm mới các bạn. Cái này để mình làm cái gì? Đây. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây, cho cái cây block. Clear. Thì cái này mình bắt vào đây. Này nó mới về, mình cũng chưa có gần cái sử dụng của nó. Nè các bạn. Bên đây nó có một cái phe gài đây, mình mở ra là mình có thể lấy ra. Còn này mình là nó khi mình đẩy vào nó sát vào đây, mình phá cái phe gài lại. Đó. Ok. Thì cái hộp của nó đi theo thì gồm có một cái sách chỉ dẫn và nó có một cái tool nhỏ đây và nó có một cái dụng cụ để mình vặn nếu mình xài không phải là xài cho cây block 19, mình xài cho những cái hiệu khác thì mình có thể thay vô. Còn đây là cái sách chỉ dẫn và nó có một cọng dây chạc mà có cái 500 nó hít là khi mình để vô đây thì nó màu đỏ là nó chạc, khi nào cái màu nó đổi qua màu green, màu xanh là nó đã đầy. Đó. Thì cái này thì giống như giữa ban đêm thì mình cầm thì cái ngón tay mình đụng vào đây thì các bạn thấy không, nó rất là sáng. Để mình tắt thử cái đèn coi cái độ sáng nó cỡ nào nha. Các bạn thấy nó sáng không? Rất là sáng. Đó. Ví dụ như ban đêm mình gà cầm thì ngón tay mình nếu mà mình đụng vào mình buông ra đó thì nó sẽ cháy suốt luôn. Ha. Còn nếu mình đụng một cái nữa nó tắt. Còn nếu mình đụng mà mình giữ thì mình buông ra nó tắt, mình đụng mà mình giữ ha thì mình buông ra nó tắt, còn mình đụng rồi mình buông ra liền thì nó sẽ cháy suốt, mình không cần phải cầm đó. Mà cả hai bên mình mở đèn lên
cả hai bên nó đều có cái công tắc của nó đây, cho dù mình cầm ở tay phải nha hay là mình cầm ở tay trái nha, nó đều có cái sử dụng của nó đó. Rất là tiện lợi, rất là đẹp, rất là đẹp đó. Khi mình lắp vào cái đàn này, nó không phải nó lắp cho một hiệu súng này không, nó lắp được cho tất cả cái nhiều cái hiệu khác nhau, cũng như như cái cây 19 này thì các bạn thấy cái phần này ha, mình có thể lấy ra đó, đây mình lấy ra nó như thế này đó. Rồi cái bát này mình bắt vào đây ha, còn cái này mình đút vô, nó có những cái răng bên hông gì nè để mình tăng đưa vô ra đó, thì nó là một bằng nhôm rất là chắc, nó làm rất là chất lượng. Nè, mình cái này á, mình phải đưa vào sát trong cái phần mà nó chỗ mà nó cover cái cò súng nè. Thì lúc bây giờ bên đây nè, mình mới phá cái này lại. Đó, thì lúc bây giờ nó sẽ cứng, nó không có moving. Đó. Thì nếu như các bạn giữa ban đêm thì các bạn sử dụng thì các bạn không cần có đèn pin. Bởi vì khi các bạn cầm cái này, đó thì đó là nó, các bạn thấy là nó đã cháy rồi đúng không? Đó. Đó. Mình đụng mình giữ thì mình buông ra nó tắt, thấy không? Còn nếu mình đụng nhẹ một cái thì mình buông ra thì nó sẽ cháy suốt. Đó. Các bạn thấy không? Rất là sáng, rất là sáng. Đó, cái đèn này nó là một cái tên của nó ta để ta gọi đó là cái O-line. Thì cái O-line là những cái đèn mà để cho gắn vào cho những cái cây súng đó, cho dù bất cứ là hiệu gì. Nhưng một cái đèn này á có thể sử dụng cho nhiều hiệu súng khác nhau. Thì nó có một cái adapt đây để cho mình thay vào đây, để mình thay thế cho những cái hiệu khác. Đó. Vì cái này nè là nó thay thế vào giờ ngay chỗ này nè, nó đây có hai con ốc nè, mình tháo cái này ra, mình bắt cái này thì mình xài cho cái hiệu súng khác. Nhưng mà mình xài cho cái block thì cái vốn nó đã đi theo là cái miếng này nè, là đang là để xài cho cái block rồi, cho nên mình không cần phải thay. Khi mình xài cho một hiệu khác á thì mình mới thay. Các bạn biết không, ở châu Âu Mỹ này đó, các bạn mua một cây súng nó không có mắc tiền, mà các bạn mua những cái phụ kiện này nó rất là mắc tiền, chứ cây súng vốn nó không có mắc tiền. Cây súng như các bạn mua cây súng này đi thì cái xe dưới 600, 500 mấy à. À, nhưng mà các bạn mua mấy cái phụ kiện này nó rất là mắc, như một cái này thôi là 30 đồng. Nhưng mà khi mình mua đó thì cái đời mà cái block 19 mà gen truy á, nó đi có hai cái băng đạn thôi. Nhưng mà cái gen 4 này á, nó có được tới ba băng đạn, cho nên mình không cần phải mua thêm. Mà mỗi băng đạn thì nó tới 15 viên, mình nhắc lại tới 15 viên. Bây giờ mình cũng có thể mình muốn mua băng đạn 25 hay 30 viên, mình lắp vô cũng được. Vì ở Florida này nó không có cấm cản cái điều đó. Nhưng mà ở California thì cái băng đạn này chỉ được có 10 viên thôi nha các bạn. 10 viên thôi. Súng lớn súng nhỏ gì cái băng đạn không quá 10 viên. Ha. Nhưng mà ở đây á, cái block này á, là ở Florida là cái block này tới 15 viên. Mà mình có tới 3 băng đạn. Thì còn mình muốn mua thêm bao nhiêu cái extra vô thì tùy mình thôi. Không có giới hạn nha các bạn. Không có giới hạn cái phần đó. Ha. Cái đèn này rất là đẹp các bạn. Nó tới 600 lumer cho nên nó rất là sáng. Rất là sáng các bạn. Các bạn coi nè, thấy không? Sáng dễ sợ không?
Ok, mình chia sẻ cho các bạn biết là mình cũng khoe với các bạn là mình sắm cái đồ trang trí thêm cho nó, có đủ bộ. Thay vì mình không cần phải xài bằng đèn pin, các bạn biết không? Khi ban đêm ban hôm thì mình có thể cầm mình đi, thì nó là thay thế cho cái đèn pin luôn nhé. Đèn tới thì cũng là một cái điểm mà giống như một cái bia. Ok, thân ái chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.